Nếu mà các bạn thấy rằng là khá lâu rồi mình mới làm một video trên kênh Nam Anh Studio, bởi vì có lẽ là do một đợt vừa rồi mình ốm rất là nặng. Mình ốm từ Tết, hết sốt virus rồi lại đến cảm cúm, xong lại Covid, các thứ này kia. Nó có vẻ là Covid rồi, đối với mấy thằng béo như mình thì nó khá là nặng. Thì cái họng của mình nó vẫn chưa ổn, thế nhưng mà vẫn phải xử lý. Bởi vì sản phẩm thì vẫn có, và những nhiệm vụ của mình vẫn phải là làm các video giới thiệu đến các bạn. Chiếc của mình ở đây là chiếc Marshall Stanmore 3. Cách đây khoảng một thời gian tương đối dài thì mình đã có làm về sản phẩm này rồi, mình làm qua. Và sản phẩm đấy nó lại là màu trắng, cái con loa đấy của mình thì nó là màu trắng. Thì đây là một phiên bản khác, màu đen. Về bản chất thì thực ra bên trong nó không có gì khác nhau nhiều. Cho nên là trong video này thì mình sẽ giới thiệu qua một số cái nó khác nhau, và về mặt thiết kế và cũng như là điểm lại các cái thông tin và lý do tại sao chúng ta nên quan tâm sản phẩm này ở trong những cái thời điểm như thế này. Điều đầu tiên cần phải nói là mức giá của nó bây giờ là hơn 10 triệu tại Sephora. Tức là Marshall có một cái mức độ giữ giá rất là tốt. Mình không bàn đến quá sâu về cái vấn đề nguồn gốc sản phẩm vì thấy tranh cãi cũng khá nhiều. Nhưng mà nói chung là mua tại các đơn vị uy tín, phân phối chính hãng Temash thì mình cảm thấy nó yên tâm hơn, ít nhất là về cảm giác. Và đây có lẽ là một sản phẩm mà đem lại cho mình trải nghiệm tốt nhất ở trong studio. Cái phiên bản màu trắng kia của mình thì bị mèo cào, nên là cái phần da bên ngoài nó bị xước rất là nhiều. Cái này các bạn lưu ý nếu mà nhà có chó mèo trẻ con, vì cái phần da này hoàn toàn nó có thể bị xước, bị bong, bị rách trong quá trình nếu mà sử dụng không cẩn thận. Thì nếu mà các bạn để không thì nó chả có vấn đề gì đâu, nó cũng không dễ nổ. Mặc dù là thời tiết Hà Nội nóng ẩm nồm xong thay đổi một thời tiết liên tục, nhưng mà cái phần da này sau hơn một năm sử dụng thì mình thấy là nó khá là ngon. Vì có lẽ là các chi tiết trên chiếc loa này được Marshall hoàn thiện rất là tốt, cho nên là sau khi mình sử dụng khoảng một năm thì mình thấy nó gần như không có sự suy xuyển gì cả. Các bạn có thể thấy là tất cả các chi tiết về mặt nút bấm, về mặt ê căng, rồi thì là phần da, rồi cái thứ này kia, phần kim loại không có cái nào bị xuống sắc, và nói chung mọi thứ thì rất là bền. Cái tiếp theo là sau hơn một năm sử dụng thì con này nó cũng sẽ không có các vấn đề liên quan về pin, vì con này nó không có pin. Như những dòng loa mà có pin thì có thể hơn một năm sử dụng chúng ta nghe nhiều, cắm sạc nhiều, thì mà nhiều bạn thì lại còn đã có pin nhưng mà vẫn vừa cắm sạc vừa nghe cho nó, vì sợ nó hết pin. Thế nên là cái phần pin thì chúng ta không cần phải quan tâm vì con này nó không xài pin. Bởi vì con loa này nó khá là đa di năng, nó hỗ trợ cả chân RCA và nó có cả Bluetooth. Thế cho nên là mình cũng dùng với khá nhiều các sản phẩm ở văn phòng. Cái nào mà cần AUX thì mình cắm vào mặt trên, cái nào mà cần RCA hay là cái Bluetooth thì là mình cắm ví dụ RCA đằng sau. Cái này thì mình không hiểu tại sao AUX thì lại cắm vào mặt trên. Có lẽ là hãng muốn đem lại cảm giác trải nghiệm hoài cổ, kiểu Marshall ngày xưa những cái loa kiểu cắm đánh trực tiếp sân khấu là cắm trực tiếp ở bên trên, nhìn có vẻ nó hoài cổ hơn. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà cái jack AUX này chuyển sang mặt sau cạnh cái jack RCA thì mình nghĩ là cảm giác nó sẽ gọn gàng hơn, và để hai chỗ khác nhau như này thì nó không quá là tiện. Con này Bluetooth thì mình kết nối sử dụng với cả lúc thì TV, lúc thì cả điện thoại và lúc thì là laptop. Nói chung là mọi thứ, nếu mà nghe nhạc liên tục, xem phim thì mọi thứ nó đều ok. Máy tính thì nó có thỉnh thoảng có một số lúc là ví dụ như mình lướt mạng một lúc mình không có Windows, mình nó không có kêu tiếng gì thì con loa này nó lại tự tắt, mà ví dụ mình để một góc thì mình lại phải chạy ra mình xoay cái núm cho nó bật lại lên để nó kết nối lại với Windows, thì cái đó thì nó hơi bất tiện. Mình sẽ nhắc lại đôi chút về mặt thông số là con này thì sử dụng Bluetooth 5.2, nó tương đối mới, không còn phải là mới nhất, nhưng mà sau một năm thì 5.2 vẫn là rất là mới. Trọng lượng thì khoảng hơn 4 lạng. Như mình sử dụng thì mình có thể dễ dàng di chuyển từ bàn làm việc rồi thì là góc phòng rồi cái thứ này kia, thì mình thấy nó tương đối là nhẹ nhàng và công suất của nó rất là đủ. Ở trong một phòng khách cỡ khoảng 30m² thì mình thấy là đánh rất là đủ. Mang ra ngoài trời thì mình không mang ra ngoài trời vì con này không có pin. Bản thân loa thì nó sẽ là loa stereo với hai loa tweeter 15W và một củ sub nó khoảng độ tầm 50W và nó sẽ có lỗ thoát hơi ở đằng sau. Thì cái công suất như này đối với mình là rất là đủ. Chất âm thì thực ra là khi mà mình nghe từ hồi đầu đến bây giờ thì mình thấy rằng là nó không có gì thay đổi nhiều. Nếu các bạn hy vọng rằng là burn in hay là gì đấy, burn loa thì nó sẽ thay đổi nhiều. Với mình thì con này nó gần như không có thay đổi gì. Mình cảm giác là chả có gì khác cả. Mặc dù thời gian lượng mình nghe cũng khá nhiều. Con này thì nếu như các bạn để giày bass lên thì nó sẽ hơi ù một tí. Cho nên khi mà nếu mà tính ở mức thông thường là các cái chế độ bass và treble ở cái hai cái núm mặc định ở bên trên, nếu mà để 50-50 thì thông thường là mình sẽ vặn bass xuống khoảng 2 nấc và treble thì có thể tăng lên 1 nấc để cho nó hợp với cái gu nghe của mình hơn. Mình là kiểu thích neutral bright. Nhưng mà nếu mà trong một số bài ấy, thì nếu mà vặn bass nhỏ xuống 2 nấc thì nó lại cảm giác nó không tới, lực nó hơi hồn một tí, mà tăng lên thì nó lại hơi ù, nó hơi thiếu một cái sweet spot ở đấy.
nó chưa thực sự là nó hit, nhưng mà rất may là cái số lượng bài mà nó có xảy ra tình trạng đấy thì nó rất là thấp. Nó thấp đến mức là mình không nghĩ ra, nhớ ra được ngay tại bây giờ là nó là cái bài gì. Cho nên là về bản chất thì hầu hết cái loa này nó sẽ xử lý được hầu như tất cả các loại gu nhạc mà chúng ta gọi là nghe tạp đó. Tức là vừa mang tính là loa dùng để giải trí, vừa để trưng bày, vừa để chơi và vừa để nghe thì nó cũng đều ổn. Tuy nhiên, bạn nào mà có cái gu nhất định về mặt giải trầm, các bạn muốn nó gọn gàng hơn, các bạn muốn có độ chi tiết một cách cụ thể hơn, và các bạn muốn cái nốt, những cái nốt ở giải trầm nó sắc hơn, cảm giác nó căng hơn mà không muốn là nó bị ù hơn, thì con này nó hơi thiếu, nó chưa đạt được đến cái cảm giác đấy. Cái giải mid của Marshall thì thường là mình cảm thấy rất là ngon. Giọng vocal thường được xử lý rất là tốt, âm thanh rất là dày dặn, nhưng mà cái độ rộng của không gian nó vẫn đủ tốt, nó không bị dính các cái giải âm vào với nhau, nó không bị vướng, và cái độ chi tiết nó đưa ra rất là hợp lý. Và nếu như các bạn thích nghe vocal thì Marshall mình nghĩ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn ở trong cái category là loa không dây ở những cái tầm giá như thế này, có lẽ là một trong những hãng ngon nhất. Giải Jeff mình nghĩ là hợp ý mình. Nó đủ sắc, nó đủ gai. Nếu các bạn tăng track lên một chút thì có thể là nó hơi gai đối với các bạn. Cái này nó còn tùy tai. Nhưng mà ví dụ như một số những cái bản nhạc điện tử, những cái tiếng linh tinh ở rất là cao, rất là chói, rất là chói đệm ở phía xa xa, hoặc là những cái tiếng hi-hat nó đánh rất là chói, thì mình vẫn cảm giác là cái độ sắc và cái độ chi tiết, cái độ tròn nốt của nó vẫn khá ổn. Nên mình nghĩ rằng là ở trong cái tầm giá của nó thì cái giải trap nó làm rất tốt. Nên là nói chung, tự chung lại thì mình thích con này ở giải mid và giải trap, còn giải trầm thì mình thấy vừa phải. Có lẽ là bạn nào mà thích nghe kiểu nhạc sập sình nhiều thì các bạn sẽ thích giải trầm của con này hơn. Nhưng mình thì chưa cảm thấy nó quá hợp. Tổng quan lại thì hơn 1 năm sử dụng thì đây là cái trải nghiệm của mình đối với Marshall Stem O3. Nếu các bạn đang cần một chiếc loa mà có mức giá gọi là giữ giá đi, trước khi có sản phẩm mới, trước khi có Stem O4, đây cũng sẽ là một sản phẩm tương đối là giữ giá. Và ngoài ra nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt, một cái con loa mua về nó bền bỉ cả về âm, nó bền bỉ cả về phần mềm, tính năng sử dụng và cũng như là cái thiết kế, nó gần như không có nhiều hao mòn sau thời gian hơn 1 năm sử dụng. Mình vẫn thấy rằng là Marshall quản lý rất là tốt. Video này là hết rồi. Nếu các bạn có quan tâm về sản phẩm thì có thể là tham khảo để được link bên dưới phần mô tả. Anh em gọi là lượng thứ cho cái sự lắp bắp của mình, vì cơ bản là cái cổ họng của mình nó còn đang rất là kém. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video lần sau. Bye bye.